Con châu chấu này đang gặm cắn một ngón tay. Một lúc sau, nó đã xử lý xong vết thương trên tay cậu bé. Mà Virginie, mẹ cậu bé, chính là chuyên gia chăn nuôi loại châu chấu đột biến này. Vì các loại thực phẩm từ côn trùng đang dần trở thành một xu hướng mới, vị ngon giòn tan khiến nhiều người rất thích thú. Nhưng gần đây, châu chấu nhà cô đột nhiên chết một lượng lớn, số còn sống cũng không chịu sinh sản nữa. Virginie lo lắng nhưng cũng không biết phải làm gì. Cho đến một ngày, cô không may trượt chân ngã, ngất đi bên trong lồng nuôi châu chấu. Đến khi cô tỉnh lại thì phát hiện những con châu chấu đang ăn máu tươi, cúi đầu nhìn thì thấy cánh tay mình có một vết rách lớn. Nhớ đến cảnh tượng những con châu chấu đang ăn máu, Virginie sợ đến mức cả đêm không ngủ được. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, cô phát hiện ra những con châu chấu từng ăn máu người lại trở nên khỏe mạnh một cách lạ thường, thậm chí còn bắt đầu đẻ trứng trở lại. Để xác nhận lại những suy đoán của mình, cô đưa cánh tay bị thương vào trong lồng. Ngay lập tức, cô cảm nhận được một cơn đau đến thấu tim, những con châu chấu đang xà và hút máu trên cánh tay cô. Sau chuyện đó, cô nén đau để lấy những chiếc chân châu chấu ra khỏi vết thương, rồi vui mừng đến mức không ngủ được. Bởi vì nhờ vào phương pháp mới này thì nhà lầu xe hơi đối với cô không còn là vấn đề nữa. Ngày hôm sau, cô vội vã đi kiểm tra kết quả. Quả nhiên, đàn châu chấu đã lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, khắp nơi đều toàn là trứng châu chấu mới. Thế nhà lầu xe hơi đang vẫy tay với mình, Virginie lập tức gọi bạn trai của mình là Kazin đến, bắt đầu mở rộng quy mô chăn nuôi. Sản lượng châu chấu của cô nhanh chóng tăng lên, cô cũng kiếm được thùng tiền đầu tiên cho mình. Buổi tối, cô tiếp tục dùng máu của mình để nuôi lũ châu chấu. Nhưng chút máu này không đủ để chúng nhét kẽ răng, vì thế cô đã đặt mua 3 thùng máu lợn, bỏ thêm bột tạo đông, làm cho lũ châu chấu món tiết canh. Cứ như thế, từ một lồng nuôi, Virginie đã nhanh chóng tăng lên 3 lồng. Nhưng cô con gái Laura lại rất không thích điều này, bởi vì nhà nuôi châu chấu, thế nên ở trường cô hay bị lũ bạn bắt nạt. Trong lúc tức giận, Laura đã cầm dao, giận dữ chạy đến xé nát lồng nuôi châu chấu. Châu chấu lũ lượt bay ra khỏi lồng. Lúc này, Laura vẫn chưa biết được, hành động này sẽ nhanh chóng dẫn đến một tai họa kinh khủng. Một con châu chấu to lớn đậu trên xe. Cậu bé tò mò thò đầu ra xem thử, thì bất ngờ một đàn châu chấu ùn ùn kéo đến, vây kín lấy cả chiếc xe, không trở lại một chút ánh sáng. Cậu bé sợ đến mức ôm đầu nằm thụp xuống, chờ cho toàn bộ lũ châu chấu bay đi. Tưởng mọi chuyện đã trở lại bình thường, nhưng cậu bé lại phát hiện ra chú dê mà mình nuôi lại mất tích không thấy đâu. Cậu bé Gaston nói chuyện này cho mẹ biết, Virginie liền lập tức chạy vào lồng nuôi xem thử, thì biết ngay tất cả là do con gái mình gây ra. Cô lái xe đi tìm chú dê khắp nơi, cho đến khi cô đến một cánh đồng thì thấy chú dê đã bị đám châu chấu ăn sạch. Cô không dám nói sự thật cho con trai biết, càng không dám để người khác biết. Virginie chỉ đành lén lút xử lý chú dê kia, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cùng con trai đi tìm kiếm chú dê khắp nơi. Sau khi về đến nhà, Virginie nổi trận lôi đình với Laura, nhưng cô lại nhanh chóng hối hận vì đã cư xử thô lỗ và bạo lực với con gái. Để gắn kết lại tình cảm gia đình, Virginie đã tặng cho con gái chiếc xe mô tô mà cô bé thích đã lâu, còn dẫn hai đứa con ra biển chơi. Nhưng Laura phát hiện ra, đã là mùa hè rồi, sao mẹ cô vẫn còn ăn mặc nóng nực như thế? Bởi vì cả người cô toàn là vết thương do châu chấu cắn, sợ bí mật bị người khác phát hiện, ngay cả lúc thân mật với Kazim, cô cũng vội vàng bảo anh ta dừng lại. Châu chấu được nuôi bằng máu, nhanh chóng giúp cô nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn, nhưng những phiền phức cũng từ đó mà bắt đầu ập đến. Bởi vì khu chăn nuôi của Virginie không có giấy phép kinh doanh, nguồn cung cấp máu lại quyết định không bán cho cô nữa, nhưng không vì thế mà để lũ châu chấu ấy thiếu ăn được. Bất lực, Virginie chỉ đành phải tiếp tục dùng máu của mình làm thức ăn cho chúng. Nhưng rõ ràng, đây không phải là một giải pháp tốt, có thể thấy cô ấy ngày càng yếu đi. Nhưng lợi ích to lớn mà lũ châu chấu mang lại khiến Virginie không từ bỏ dễ dàng như thế. Vì thế, cô bắt đầu chú ý đến chú chó của người hàng xóm. Nhân lúc trời tối, cô lén ôm chú chó đi rồi nhẫn tâm ném thẳng chú chó vào lồng châu chấu. Chú chó nhanh chóng kêu lên thảm thiết, dường như đang mắng chửi cô. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Virginie lại trộm bò nhà hàng xóm, cắt tiết mổ ruột ngay trong đêm. Nhưng số máu đó chỉ đủ cho đám châu chấu ăn mấy ngày. Thấy không còn gia súc để giết nữa, Virginie lúc này như tẩu hỏa nhập ma, liền nảy lên trong đầu một ý tưởng. Vì nguồn cung thức ăn không còn nữa, Virginie đã nhẫn tâm ném chú chó của hàng xóm vào trong lồng. Chưa hết, cô còn xử lý luôn cả một con bò, nhưng thế vẫn không đủ dinh dưỡng bổ sung cho đám châu chấu. Hôm đó, cô con gái vô tình nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Virginie đang lấy cơ thể mình để dâng cho đám châu chấu. Con gái sợ đến mức hồn bay phách lạc, lập tức chạy về phòng. Cho dù mẹ có gõ cửa thế nào, cô cũng không trả lời. Cô bé nói chuyện này cho bạn trai của mẹ là Kazim. Nghe xong, anh nhanh chóng lái xe đến. Nhưng vừa mới xuống xe, anh ta đã nghe thấy những tiếng động kỳ lạ phát ra từ trong lồng nuôi. Anh ta cẩn thận đi vào trong thì lại phát hiện bên trong có một cái xác đang bị đám châu chấu ăn đến mức không nhìn rõ được mặt mũi. Người này chính là hàng xóm của Virginie. Vì không tìm được chó và bò của mình nên ông đã chạy sang lồng nuôi kiểm tra. Ông đã phát hiện ra xác của chú chó và bò của mình. Nhưng sau đó, ông ta lại đưa tay mở lưới chặn khiến đàn châu chấu ùn ùn bay ra. Thấy cái xác trên đất, Kazim lập tức hiểu ra mọi chuyện. Những con châu chấu này sinh sản và phát triển nhanh như thế là nhờ bọn chúng lấy máu thịt làm thức ăn. Để ngăn cản Virginie tiếp tục đâm đầu vào ngõ cụt, Kazim vội lấy dầu hỏa đốt cháy tất cả lồng nuôi.
Nhìn thấy tiền trong tay bị thiêu rụi thành tro, Virginie nổi điên chạy đến ngăn cản, nhưng đám châu chấu đột biến đó vẫn không bị lửa thiêu chết, ngọn lửa ngược lại đã giải thoát cho chúng. Vô số châu chấu bay vào nhà Virginie, vì bảo vệ những đứa trẻ, Kazim đã chết trong miệng lũ châu chấu. Laura trốn được vào trong rừng, nhưng đám châu chấu vẫn đuổi theo cô bé, ép Laura chạy đến bờ sông. Trong lúc bất lực, cô bé đã lật thuyền lại rồi vội trốn vào trong đó. Đám châu chấu vẫn không có ý định tha cho cô bé, chúng không ngừng tấn công con thuyền. Vào thời khắc cuối cùng, Virginie cuối cùng cũng đuổi đến. Thấy đám châu chấu đang không ngừng tấn công con thuyền, cô dùng sức cắt đứt cánh tay rồi bôi máu lên mặt mình để thu hút đám châu chấu. Nghe thấy mùi máu tanh, đám châu chấu lập tức xông về phía Virginie. Laura ở dưới thuyền phát hiện bên ngoài đã trở nên yên tĩnh thì đẩy con thuyền ra để kiểm tra. Mẹ cô bé đang bị đám châu chấu tấn công, sau đó thì chìm xuống lòng sông. Laura khóc lóc liều mạng bơi về phía mẹ, nhưng chỉ nhìn thấy xác của những con châu chấu trên mặt nước. Khi cô bé rơi vào tuyệt vọng, Virginie đột nhiên nổi lên, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, bộ phim tới đây cũng kết thúc. Rõ ràng, vì lòng tham nên Virginie đã dùng máu của mình nuôi lũ châu chấu, để rồi mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Ấy vậy mà, đến cuối cùng, gia đình cô vẫn sống sót. Chỉ thương cho người hàng xóm và Kalim si tình phải mất mạng một cách vô nghĩa. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây là hết. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.